Mọi người, bữa nay mình quay tiếp mấy cây nhiệt đới mình trồng ở Sao nha. Mà mấy cây này mình trồng cũng được 2 năm rồi, nó qua được cỡ một mùa hai mùa đông hết rồi, mà nó cũng cũng sống, nó không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Chứ nó chứ không phải là lạnh, mình ở Sao lạnh mà mình trồng không được nha. Đây cây xài của mình nè, cây này trồng cũng qua được hai mùa đông rồi. Nói chung thì nó cây nhiệt đới mà mình trồng ở khí hậu ở đây thì nó phải mất thời gian, với nó lâu lớn, 2 năm mà nó lớn có nhiều đó. Với cây này mình mua ở Home Depot á, cái lúc mà mình lấy ra mình trồng cái rễ nó có chút xíu à, nó như, hầu như không có rễ luôn á, nó vậy nè. Rồi cây này là cây white sapote, giống như mình nghe nhiều người Việt Nam nói là cây này là sapote Nam Mỹ ha. Cây này thì dễ trồng lắm, cây này giống là có trái quanh năm suốt tháng luôn á, trái nè. Cây này mình cũng mới trồng có cỡ như khoảng 1 năm mà nó lớn vậy nè. Mình mua ở Home Depot á, nó nhỏ xíu à mà nó lớn nhanh lắm. Cây này nó cũng trái nhiều lắm. Trái này ăn mình thấy nó thơm, giống cái mùi giống đu đủ vậy, nó ngọt. Nếu mà ai thích ăn ngọt với ăn trái này thì ngọt sẽ ngon. Cái trái này mình ngoài chợ nó không có bán đâu, tại vì lúc mà nó chuẩn bị chín á là cái vỏ, cái da nó ngoài mềm lắm, dễ bị hư lắm, bởi vì mình thấy ngoài chợ như nó không có bán. Rồi cây này là cây nhãn của mình nè. Cây này mình trồng khoảng cỡ gần cỡ 3 năm hay gì ạ, 3 năm mấy. Nó cũng lớn được không nhiều rồi. Đang mọc nhánh mới nè. Cũng có trái nè. Bữa ra bông nhiều lắm mà đậu cũng được có mấy trái à. Tại vì bữa qua mấy cái đợt nắng á thấy nó cũng bị khô quá. Mấy cây nhiệt đới mà mình trồng ở Sao Xê xứ lạnh thì nó mất cái thời gian hơn, nó lớn chậm, tại vì nó chỉ phát triển được có cỡ 3 tháng à. Rồi vô lạnh lạnh cái vô mùa đông là nó không có phát triển nữa, nhằm lúc nó phải nó chịu không nổi nó mấy cái nhánh non nó bị chết nữa, vậy mình phải cắt giục mấy cái nhánh đó. Rồi cây này, cây sơ ri của mình cũng trồng được năm mấy hay gì nè. Cây này cũng lớn nhanh lắm, lúc mình mua về mình trồng nó có chút xíu à mà nó lớn. Cây này đang thấy đang ra bông. Hy vọng đậu được mấy trái ăn thử. Cũng chưa có trái, chưa có khi nào có trái hết đó. Thì thấy năm nay nó thấy nó cũng có bông nhiều nè. Hy vọng đậu được mấy trái để ăn thử. Bên đây thì mình có cây sorry nữa nè, nó hơi bị chói. Cây sorry này thì bự hơn cây bên kia. Đó. Đây nè,
bự hơn cây bên kia. Mà cây này mình thấy không có bông bằng nhiều cây kia bông nhiều lắm. Cây này trồng trước cây kia khoảng cỡ 2 năm á, à, thấy cây này không có bông, chỉ có nhánh bông cho chút xíu à. Cây này cây Suri, cây thứ hai. Còn cây thêm cây xoài này của mình nữa nè. Cây này mình cũng trồng cỡ 2 năm rồi. Nó lớn cũng chậm lắm. Tại vì mình mua mà ở Home Depot á, lấy ra trồng mình thấy cái rễ nó có chút xíu à, như hầu như không có rễ luôn á. Thì mình trồng thấy nó không có chết. Mà nó cũng lâu lớn lắm, 2 năm rồi nó cũng được có nhiều á. Ok, bữa nay mình quay về một số cây nhiệt đới mình trồng ở sau xe thôi.